Thoáng hơn nhiều rồi đấy bà. Phải mở cửa sổ cho ánh nắng tràn vào phòng, như thế mới nhanh khỏe chứ. Bà muốn dặn dò cháu điều gì ạ? Ui, chuối, nước suối ạ? Đuổi. Bà muốn đuổi ai ạ? Nhung à? Chắc không phải. Chẳng lẽ lại là Thuận? Bà muốn đuổi cô Thuận ý ạ? Bà nằm nghỉ nhá, cháu phải đi đã. Rõ ràng vừa nghe tiếng hát chèo ở đâu nhỉ? Cái Hân nó ở thêm với em mấy hôm, thế nên là em lại sang đây được. À, em bảo, hay là tối nay ấy, bọn mình lên tại hiện đi, làm mấy chai bia cho nó sôi động con người, được không anh? Này, nào, em đang nói chuyện với anh đấy. Sắp lấy được cái mã tấu kim cương nơi rồi. Sắp gì sắp cả tháng đấy hả? Nghỉ. Ôi trời ơi, con điên này. Trời ơi, mày làm gì đấy hả? Thế bây giờ anh xanh chín đi. Anh chọn nó hay là chọn em? Hỏi ngu như con bò. Có biết cái mã tấu kim cương này người chiếm được nó chỉ đến bên đầu ngón tay không? Thế bây giờ giỏi ngồi đấy mà chiếm đi, chiếm cho được đi. Đừng bao giờ tìm cái con này nữa, con bò đấy. Đứng lại, bước tìm bước nữa tao xuất chiêu đấy. Tao lại sợ mày khóa đấy. Mày thách à? Xin lỗi anh, nhau mồm được chưa? Nhưng em biết tại sao không? Cái mã tấu này cháu mới củ đấy. Thế ý anh bảo em là không bằng cái mã tấu 60 củ của anh à? Thế chẳng nhẽ anh bán em chắc. Mà mấy hôm nữa đến hạn đóng tiền nhà rồi. Cái gì? Tiền nhà nào? Em vừa đưa anh 3 tháng rồi mà. Tiền đấy anh đầu tư vào việc khác à? Này này, đừng mà bốc phét nhá. Đầu tư kiểu gì, từ năm ngoái năm nay không đẻ ra được đồng nào cũng đòi đầu tư. Ai bảo thế? Mấy hôm trước tao vừa bán được đôi ủng 3 triệu đấy. 3 ai... triệu? Mày 3 triệu à? Mày nói không đấy mày mới ngu như con bò ấy. 3 triệu đủ đóng tiền nhà không? Giờ định như nào? Thì thôi, cứ để con bò lại cấy đã. Có gì mình có pháp cứu xích mà. Cấy à? Cấy à? Thích phao không? Nào không nhờn nhá, nào bẩn. Phao? Nào bẩn. Ê. Tao nói cho mày biết nhá, mày muốn có phao mày tự đi mà lao động nhá, không phải ngồi đây cày bán phím mà nghĩ ra tiền nhá. Mày tin tao xuất chiêu không hả? Mày xuất chiêu không mà người yêu mày tung trưởng. Mệt quá cô ạ. Ngang đánh vật. Một tuần một lần như thế này cháu đủ mệt lắm rồi. Ông Tôn lại còn đòi tắm cho cụ một tuần hai lần. Chắc là cháu chết trước. Quá. Cô ơi, cô để cháu làm cho. Khiến. Mày để đây rồi vào nấu cơm đây. Mà tao còn chưa xử cái tội tối qua mày dám xuống sofa để ngủ nữa nhá. Cô ơi, hoa quả của cụ mà.
Ơ, con này láo nhỉ? Từ bao giờ mà mày được phép quyết định là cái gì là của ai ở trong nhà này đây hả? Té. Đưa cháu lau cho. Khổ quá nữa. Cứ ngò nguấy như con sâu như thế thì bảo sao mà chả đau. Đúng là chăm một người già bằng ba trẻ con. Trẻ con mà như thế này á, bị đánh cho bét xác cái cụa. Đâu ra đây. Đừng đi, ngó quay mày. Tiền đâu? Bao nhiêu đây? 3 triệu đấy. Sao lại có 3 triệu? Chỗ này là 10 ngày lương của tôi rồi. Nhưng mà 3 triệu này thì tôi tiêu được cái gì chứ? Này. Thế cô cần bao nhiêu? Tôi cho cô vay thôi nhé. Bao giờ lĩnh tiền tiêu vặt thì trả tôi. Đấy thì đưa 10 triệu đây. 10 triệu. Tôi không phải đếm. Ui giời ơi, không được đâu. Trông chỉ kiểu thiếu trách nhiệm có một tí thôi. Mà em bảo mụ ấy hành cụ lắm cơ mà. Thật, em thề. Có lần nhá, còn ép cụ ăn hết cả suất cháo, làm cụ nôn hết cả gia phòng. Xong đóng cửa nhốt cụ ở trong phòng cả buổi ấy mới cho em vào dọn. Em kinh dã man. Hèn gì, cụ chỉ muốn đuổi. Xong nhá. Còn có lần ấy, xông vào để nắm chân nắm tay cụ để cho bác sĩ châm cứu. Mà em chẳng hiểu châm cứu kiểu gì. Cụ hét toáng hết cả lên, phải dùng rẻ để nhét vào mồm đấy. Khốn nạn thật đấy. Này, Nhung. Đó. Em muốn làm ở đây lâu dài đúng không? Thế thì phải có cách. Từ giờ em dình mụ ấy nhiều lên. Cứ mỗi lần thấy mụ ấy chuẩn bị bắt nạt cụ, chụp ngay lại. Nói có sách, mách phải có chứng. Thế thì cô Trang mới đuổi mụ ấy đi được. Nhưng mà bà ấy, trước tiên bà phải tập chụp ảnh cho tôi cái đã. Nhanh nhưng mà phải rõ. Chứ như cái đống lúc nãy nhòe nhoẹt lắm. Nào đưa đây đưa đây. Nhìn nhá. Giữ máy thật chắc. Hướng thẳng vào chủ thể. Bấm nhanh gọn dứt khoát. Đây, thế là xong. Đưa cho em xem nào. Thấy chưa? Khác hẳn những cái ảnh em vừa chụp. Con ở dám dở mặt với chủ, rồi mày sẽ biết tay tao. Có một khoản tiền tên tôi. À, ý tôi là tôi có đứng tên một khoản tiền. Chị cho em mượn chứng minh thư ạ. Chứng minh thư làm gì ạ? Tôi chuyển tiền mà. Chị cứ cho em mượn chứng minh thư để em kiểm tra xem chị đang đứng tên số tài khoản nào. À vâng ạ.
Đây cô. Phan Thu Nhàn. À, dạ đúng ạ. Chị đang có 500 triệu trong tài khoản. Dạ đúng ạ. À không phải. À, tôi chỉ đứng tên hộ cháu tôi thôi. Khi nó chưa đủ 18 tuổi. Thế giờ chị muốn làm gì với số tài khoản này? Tôi muốn chuyển lại cho cháu. Cháu nó 21 tuổi rồi cô ạ. Thế cháu chị đâu ạ? Nó... Hiện giờ nó ở đâu tôi cũng chả biết. Thế thì chị phải tìm cháu chị đã. Phải có cháu ở đây thì chúng em mới làm thủ tục sang tên được. Tôi tưởng là chị đổi cái tên là xong. Để cháu nó phòng thân khi cần thôi mà. Không đơn giản như vậy đâu chị ạ. 500.000 còn phải đầy đủ thủ tục. Huống chi là 500 triệu. Chị phải dẫn cháu đến đây cùng chứng minh thư của hai người thì chúng em sẽ làm sang tên thủ tục cho chị. À, anh ơi, làm ơn cho tôi hỏi khoa luật ở đâu ạ? Cảm ơn anh ạ. Dạ, chào thầy ạ. Thầy cho tôi hỏi. Hôm trước tôi có đến hỏi thăm về trường hợp của cháu tôi là Dương Bảo Hân bị đuổi học vì thi hộ bạn đấy ạ. À, cô Bảo Hân, lớp luật 5, vâng. Đi thi hộ bạn chứ gì? Cái vụ ấy nổi tiếng toàn trường đấy. Thế chị hỏi có việc gì? Thầy có biết cái bạn mà cháu tôi thi hộ ấy tên là gì, học lớp nào không ạ? Nhưng mà chị hỏi để làm gì nữa? Lỗi đâu phải tại người ta. Lỗi là cháu mình cả thôi. Không, tôi không tìm họ để đổ lỗi ạ. Tôi chỉ hy vọng họ biết là cháu tôi đang ở đâu thôi ạ. Hân, Hân, Hân. Tớ mặc bộ này được không? Mặc thế này thế lại đi đâu à? Đi tranh thủ. À, sáng mai có đi đâu không? Nếu mà cậu đi xin việc ý, thì chờ tớ về tớ đi cùng. Để tớ tính đã. Mà thôi, cậu cứ đi học đi, không phải lo cho tớ đâu. Cậu ở nhà giỏi thật đấy. 2 ngày rồi không bước chân ra khỏi cửa. Thì nhà cậu cũng nhiều trò vui mà. Nhà tớ á? Nào xem nào, đưa ra. Úi dồi ôi. Cái gì đấy ạ? Thì con danh con mới tí tuổi đầu mà sao nó lại mắt dậy đen như thế? Cái gì đấy ạ? Không thể tưởng tượng được. Cái mặt nó hiền lành như thế mà sao tâm địa nó độc ác đến như thế này được? Con Nhung ạ? À? Còn đứa nào vào đây nữa? Con Nhung! Con Nhung đâu? Nói! Cháu... Nói gì ạ? Nhà tôi có điều gì không phải với cô? Tại sao có tí tuổi đầu mà cô lại dã tâm đến như thế? Dạ không ạ, cháu không biết gì hết. Cháu có làm gì đâu ạ. Vậy thì ai vào đây? Tôi à? Hay là con Hà Vi? Nhà tôi có điều gì không phải thì cô nói ra. Cô có ấm ức thì cô xin tôi cho cô nghỉ việc. Tại sao cô lại nỡ tâm hại chết cả nhà đến như thế này? May mà cái Thuận nó phát hiện ra. Dạ, cháu bị oan ạ, cháu không làm gì hết ạ, cháu không dám hại ai cả. Vậy thì ai vào đây? Tất cả gối của mọi người đều có thứ ghê rợn này. Riêng gối của cô thì không. Ngay đến cả bà ốm yếu như thế mà cô cũng không tha. Hỏi cô có phải là người nữa không hả? Bà ơi, cháu xin bà. Bà đừng nói nữa. Cháu xin hàng. Xin ra khỏi cái nhà này để cho vừa ý người ta. Cô nói cái gì? Người ta nào? Người ta là ai ở đây? Thôi, mẹ ơi. Đấy cái nước non này mẹ không việc gì mẹ phải điều tra nữa. Cho con này lượn cho nước nó trong. Ơ kìa con kìa. Nói đến như thế rồi. Không biết vào kia dọn đồ cút xéo khỏi nhà này đi. Ngồi đấy cái van này khóc lóc. Alo, bên em có muốn làm ăn nữa hay không đấy? Em gửi người đến nhà chị cái kiểu gì đấy? Em phải kiểm tra kỹ người chứ. Nhà chị có phải là chợ người đâu. Mỗi tháng thay một người, mệt quá. Thưa cô, để cháu làm giúp nhà mình ạ. À. Này, cậu vừa nói cái gì đấy? Định làm cái gì cô?
Dạ, cháu có thể làm thay Nhung ạ. Đằng nào cháu cũng đang rảnh rỗi, và lại cháu cũng chưa có chỗ ở ạ. Không được. Sao như thế được? Thay việc của con Nhung ấy là làm giúp việc đấy. Cậu bị điên à? Vất lắm. Giúp việc có làm sao? Toàn những công việc nữ công gia chánh, tề gia nội trợ. Xưa nay phụ nữ nào chẳng phải làm. Bình thường người ta còn phải làm không công. Đằng này tớ còn có lương cơ mà. Nhưng mà nó ở đây ý, là nói nghiêm túc đấy. Cậu không thấy như thế đang là tốt nhất cho tớ hiện giờ hay sao? Mà tớ còn có thể nói chuyện với bà cậu nữa. Cậu không biết đi chứ, tớ có năng khiếu bẩm sinh là hầu chuyện người già đấy. Tốt, rất tốt. Cháu vừa nói cháu rất thích nói chuyện với người già, đúng không? Dạ vâng ạ. Kể cả người già không nói chuyện được như cụ nhà mình, họ cũng có thế giới riêng, rất thú vị ạ. Vậy thì cháu ở lại đây đi. Ta đồng ý. Công việc cụ thể như thế nào thì cô Trang sẽ chỉ bảo. Liệu có được 3721 ngày không đấy? Nói thế chứ, cái Hân nó cái gì cũng làm được đấy mẹ. Thôi được, cháu đang ở đây, cứ thử làm vài ngày xem sao. Cháu sẽ phụ trách tất cả việc chợ búa cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, như việc của cái Nhung ấy. Còn việc trông cụ thì cô Thuận hoàn toàn lo. Nhưng thỉnh thoảng cháu vẫn phải sang để nói chuyện với cụ nhé. Dạ vâng ạ. Cháu xin phép nghỉ việc ạ. Ok con này, nghỉ là nghỉ thế nào? Thì ông bà đã thuê cả người chăm cụ rồi, cháu còn việc gì ở đây nữa đâu. Không, là cái Hân chỉ thỉnh thoảng sang nói chuyện với cụ thôi. Chỉ là nói chuyện với cụ thôi chứ cụ có nói được gì đâu. Việc trông cụ là cái Thuận vẫn hoàn toàn lo. Nó quen việc rồi, làm sao ai thay thế được hả? Thế có nghĩa là cháu vẫn hoàn toàn chăm cụ có đúng không ạ? Chứ còn gì nữa. Cháu là cháu cứ phải hỏi thế cho nó rõ ràng. Dạ, cháu xong rồi ạ. Bà có cần kiểm tra không ạ? Con đưa cho nó ít tiền để nó đi tàu. Vâng ạ. Cháu chẳng cần, chỉ cần bà đừng nghĩ ác của cháu là được ạ. Con kia, đây. Vậy giờ cháu xin phép chuyển luôn sang phòng cô Thuận ạ. Thôi được, nhà này người giúp việc phải có tôn ti trật tự, cứ thế đi nhé. Dạ vâng ạ, cháu dọn luôn ạ. Ông ạ. Này, cậu nghĩ kỹ chưa đây? Tôi có thấy nó thế nào ấy. Thế nào là thế nào? Thì tự nhiên mình đang làm bạn, xong bây giờ lại thành... Này, cầm sao bên đấy mà dùng. Ôi dồi ôi, tôi đi làm ô xin đấy bà. Thì cứ cầm lấy. Cho thì nhận nhá. Ai bảo gì đâu. Thôi, tôi đi đây. Chào cô chủ. Cô chủ, đã bảo là bạn bè. Ai gọi? Alo. Cháu có phải là Hà Vi không? Vâng, đúng rồi ạ. Ai thế ạ? Ờ, chào cháu. Cô là dì của Hân. Dì ạ? Ừ, dì rồi. Cô lên trường hỏi nên mới biết là Hân nó đang ở chỗ cháu. Có phải là hôm trước cô có gọi cho Hân, xong cô còn giục nó về nhà đúng không ạ? Đúng rồi. Cháu khuyên Hân giúp cô với. Chồng cô chỉ phải cái mồm miệng thế thôi, chứ thực ra chú ấy tốt lắm. Bảo nó đừng có giận. Ôi nhưng mà cô ơi, cháu tưởng là Hân nó mồ côi ạ. Ừ, tội nghiệp con bé lắm. Nó mất cả cha lẫn mẹ. Ôi thế nhưng mà ít ra nó vẫn còn cô, vẫn còn chú, vẫn còn nơi để về cơ mà nhỉ. Hân, nó không muốn ở với cô đâu. Cháu là bạn của nó,
Cô nhờ cháu, cháu đừng cho nó ở với cháu nữa, để nó về với cô chú có được không? Vâng, cháu biết rồi ạ. Cháu chào cô. Xuống cho cụ ăn sáng này. Ăn uống cái gì giờ này? Mày vào đây tao bảo. Mày dám hâm lại thức ăn từ hôm qua cho cụ ăn được? Cháu vừa nấu mới đấy. Mà này, sao hôm qua không xuống ngủ? Bây giờ là ô xin rồi, ngủ với chủ ấy không ra cái thể thống gì đâu. Cháu ngủ ở phòng bên kia kìa. Bên đấy là phòng thờ, chỗ mày ngủ à? Thì cháu tưởng là cô không thích ngủ cùng cháu. Thích hay không thì đấy là việc của tao. Nhưng bà chủ bảo mày ở đâu thì mày cứ ở đấy. Rồi lại mang tiếng tao mà cũ bắt nạt ma mới, không hay. Cứ kiểm tra. Hết chỗ rồi. Quần áo của mày ấy để chỗ khác đây. Này, chỗ của mày đây này. Mà còn một việc nữa, việc này rất chi là quan trọng nhá. Tao chỉ nhắc một lần thôi đấy. Mày dùng nhà tắm xong thì phải cọ luôn nhớ chưa. Nhà tắm là lúc nào cũng phải sạch bong và láng bóng. Cấm, tuyệt đối không được để một sợi tóc nào vương vãi ra sàn. Hiểu chưa? Kinh lắm. Tao là tao rất ghét luôn đấy. Ai ui. Ui giời. Cô làm sao đấy? Vỡ bố một xương chậu rồi. Ai ui. Ai ui. Mày chơi tao này à? Cứ như là mày đổ xà phòng ra đây ấy. Rõ ràng là vừa nãy cô bảo cô thích nhà tắm lúc nào cũng phải sạch bong, láng bóng. Lẻo 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 ra. May là tao đứng lên được. Anh nhìn cái gì? Dạ, cháu mời cô chú ăn sáng ạ. Đây ạ. Cháu mời cô. Cháu mời chú ạ. Nước xương ở đâu thế? Nước này là cháu hầm bò đấy ạ. Sáng cháu có đi chợ sớm nên mua được ít xương bò về hầm ạ. Ê, nhà cháu từng bán phở phải không? Dạ không ạ. Nhưng mà sao lại thế ạ? Nghĩa là rất chuẩn vị đấy. Thơm thế. Ui, nhìn ngon nữa. Này Hân, Hân, cho tớ bác. Có ngay. Hôm nay con cũng ăn sáng ở nhà. Vâng. Chẳng lẽ mày không thích ạ? À? Hơi lạ thôi. Đây. Trời. Thơm thế. Đây. Con xin. Ăn đi rồi mà học hành cho tử tế nhá. Nợ môn ấy là tôi cắt toàn bộ viện trợ đấy. Con biết rồi. Mời tiểu thư. Ừ. Tiểu Duyên, ăn này. Ngồi xuống đi ăn luôn đi. Thả Vi. Ăn sáng rồi mà mẹ. Dạ thôi ạ, cháu xin phép lên trên kia giặt đồ ạ. Cháu cứ đứng đấy đi. Nhỡ có cần gì còn gọi nhá. Dạ. Thuận, bà quan hết không? Hết sạch ạ. Thế à, tốt quá. Đấy, bà ăn ngon miệng rồi đấy. Chuyện ngon thế cơ mà bố. Khác gì hàng phở chuyên nghiệp đâu. Cô, cô ăn phở luôn không để cháu chan? Không. Cháu ngửi mùi đã thấy ngấy rồi ạ.
Còn Hà Vi chắc là yêu thằng nào mới rồi phải không? Không phải đâu anh ạ. Chú lại lơ là rồi. Đâu có. Rảnh lúc nào tôi bám theo cô ấy lúc đó mà. Chuyện gì mà tôi chẳng biết à? Vậy thì chỉ có một khả năng là chú bao che cho nó. Đúng không? Nếu như nó không yêu thằng nào mới thì chắc chắn nó sẽ qua lại với cái thằng vô tích sự ấy. Đúng chưa nào? Chú cứ đi đâu đó khoảng 2 tiếng rồi quay lại đón tôi nhé. Vâng. Alo. Em ăn sáng chưa? Anh qua đón em đi ăn sáng nhé. Em ăn rồi. Anh cứ đi ăn sáng đi. Sao lại được rỗi à? Được dành khoảng 2 tiếng. Cô muốn biết địch đi đâu, làm gì không? Thôi, em chỉ cần biết tin tức của anh là đủ rồi. Nhớ ăn sáng đi nhá. Em cúp máy đây. Rồi. Xong nhá. Còn có lần ấy, xông vào để giữ chân giữ tay cụ để cho bác sĩ châm cứu ấy, mà em chẳng hiểu châm cứu kiểu gì. Cụ kêu hét toáng lên luôn ấy, phải nhét rẻ vào mồm ấy thôi. Xong rồi bác sĩ nhỉ? Hơn tiếng rồi còn gì? 2 tiếng rồi đấy. Ui, 2 tiếng rồi cơ à? Lâu phết nhỉ. Thôi, đi về đấy. Vâng. Còn chưa bắt đầu mà.